Xin chào các bạn đang theo dõi. Khi một em bé chào đời, em bé cần thích nghi với các cái điều kiện mới, từ môi trường ấm áp được ôm chặt chẽ trong bụng mẹ. Em bé sẽ chuyển sang một môi trường mới tràn ngập âm thanh, ánh sáng, mùi vị và những cái cảm giác khác nhau. Phải mất khoảng 3 tuần để em bé mới thích nghi được với những cái điều kiện mới này. Vì vậy đây là cái khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ. Lúc này cha mẹ chúng ta cần phải hiểu, nắm bắt được các cái nhu cầu của con và đáp ứng các cái nhu cầu của con để con có thể nhanh chóng thích nghi được với môi trường. Vì vậy, cái việc hiểu được các cái đặc điểm cơ bản của em bé trong giai đoạn 1 tuần tuổi này là vô cùng quan trọng. Trong video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn. Cân nặng của trẻ sơ sinh sẽ từ 2.800g đến 3.800g. Chiều dài từ 48 đến 53cm. Trong những ngày đầu tiên, em bé có hiện tượng giảm cân sinh lý, sẽ giảm đi khoảng 200 đến 300g so với cân nặng lúc sinh ra. Đến ngày thứ 3, em bé bắt đầu tăng cân trở lại, mỗi ngày khoảng trên 20g. Như vậy, cuối tuần thứ nhất thì cân nặng em bé của chúng ta hầu như không có sự thay đổi gì nhiều so với lúc sơ sinh. Về các cái đặc điểm khác trên cơ thể của em bé, đầu em bé có hình dạng phụ thuộc vào cái quá trình chuyển dạ. Nếu mà sinh mổ thì đầu em bé tròn bình thường. Nếu mà sinh thường thì tùy vào cái thời gian chuyển dạ khác nhau, cái đầu em bé nó sẽ có cái xu hướng dài ra, hộp sọ có hình thon dài. Và cái hình dáng của hộp sọ này nó sẽ trở lại bình thường ở cuối tuần thứ nhất. Chu vi vòng đầu của em bé là từ 32 đến 38cm. Đây là cái chỉ số mà các bạn cần theo dõi. Trên đầu em bé thì có 6 thóp, nhưng chúng ta sẽ để ý được một cái thóp to nhất là cái thóp trước ở trên chỗ trán này. Kích thước là từ 1 đến 3cm và các bạn có thể sờ và cảm nhận thấy mạch đập làm cho thóp nó phập phồng. Khi mà bạn thấy con là không thấy cái thóp trước này, hoặc là có một cái đường rãnh dài kéo dài từ trán của em bé đến đằng sau gáy này, thì các bạn cần đưa em bé đi thăm khám bác sĩ để được kiểm tra sớm và chẩn đoán tình trạng của con. Tiếp theo là đến mắt của em bé. Mắt của em bé thì sẽ phải đều nhau ở hai bên mắt. Các bạn cần quan sát cái này. Mắt em bé lúc này thì chỉ nhìn được trong cái khoảng thời gian trong cái khoảng cách từ 5 đến 15cm mà thôi. Khoảng cách nó rất gần. Em bé khóc không có nước mắt. Phải sau 3 tuần thì mới có cái hoạt động tiết nước mắt của em bé. Và khi mới sinh này thì có thể có hiện tượng là cái mi mắt của em bé có thể bị sưng và đỏ, nhưng nó không phải là viêm, không vấn đề gì. Tiếp theo là miệng của em bé. Miệng thì sẽ phải là niêm mạc hồng, mềm, sạch và ẩm. Khi bạn thấy là có những cái mảng trắng bám trong miệng, trong lưỡi của em bé hay là ở niêm mạc má miệng xung quanh, thì chúng ta cần phải tư vấn bác sĩ để kiểm tra cái tình trạng là em bé có bị nấm miệng, bị tưa miệng không đấy. Tránh các cái trường hợp tự ý mua dùng các cái loại nước để tưa miệng cho con, ví dụ như là hay dùng nước chanh hay là hay dùng mật ong. Đây là hai cái thứ quen thuộc nhất. Nó không hề tốt cho sức khỏe của em bé một chút nào, và nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe của con. Nếu em bé không bị nấm miệng thì các bạn làm cái việc này nó chỉ ảnh hưởng đến con thôi, không có tác dụng gì. Nhưng nếu em bé bị nấm miệng thì cái việc tưa miệng cho con bằng chanh hay là bằng mật ong này đều không khỏi được nấm. Các bạn nhé, nó không khỏi được nấm miệng. Và nó có nhiều nguy cơ đến sức khỏe ảnh hưởng đến con. Cái nấm miệng này là nguyên nhân do trong quá trình mang thai, cái pH âm đạo của người mẹ nó có sự thay đổi, nó dễ dàng bị nhiễm nấm hơn. Và nếu không điều trị triệt để, tức là không chữa cho ổn định, thì đến cái lúc em bé sinh thường qua ngả âm đạo là dễ bị nhiễm nấm từ âm đạo của người mẹ. Nên những bạn mà bị nấm trong quá trình mang thai này, chúng ta phải thăm khám bác sĩ và đặt thuốc và phải kiểm soát cái tình trạng này để đảm bảo con sinh ra là không bị nhiễm cái nấm candida này. Cái này nó rất dễ lây nhiễm. Tiếp theo đó là quan sát rốn của con. Thì rốn của em bé nó sẽ phải khô dần. Cái dây rốn nó sẽ mất nước, nó sẽ teo và khô dần. Trong 7 ngày này các bạn sẽ thấy là rốn phải khô và cái dây rốn nó sẽ thon dần, nó sẽ nhỏ dần lại. Nếu bạn thấy là cái dây rốn nó vẫn ướt, nó vẫn tiết dịch hoặc nó có mùi hôi
thì các bạn phải đưa em bé đi thăm khám bác sĩ. Rốn thì có thể rụng trong cái khoảng từ 7 đến 14 ngày. Nên sau một tuần mà rốn của em bé chưa rụng thì cũng không vấn đề gì hết nhé. Vấn đề tiếp theo chúng ta quan tâm đến là da của em bé. Da của em bé này khô này, mỏng này. Các cái mạch máu nó nằm lông sát trên bề mặt của da nên các bạn có thể nhìn thấy những cái phần vằn vằn trên da của em bé. Da của em bé thì dễ bị tổn thương và kích ứng. Trong khoảng 3 đến 5 ngày đầu sau sinh, bạn sẽ thấy là có hiện tượng bong tróc da nhẹ ở em bé. Nó không vấn đề gì hết. Và các bạn cũng không cần thiết cái việc là bôi kem dưỡng ẩm cho da em bé. Không cần. Quan sát trên cánh mũi này, trên má của em bé này, có thể thấy những cái chấm màu trắng hoặc vàng. Đây là cái sự tích tụ bã nhờn của các cái tuyến bã của em bé. Không vấn đề gì. Trên trán này, phía sau đầu này, hay là trên mi mắt trên của em bé, các bạn có thể nhìn thấy các cái chấm màu xanh. Những cái đốm màu xanh nó sẽ tự biến mất trong một vài tuần. Em bé có thể có hiện tượng có ban đỏ sinh lý, đó là cái sự mở rộng của các mao mạch máu. Đây là quá trình của sự kết quả quá trình thích nghi của da đối với môi trường. Cái ban đỏ này nó sẽ tồn tại trong khoảng một tuần, sau đó nó biến mất. Nếu mà sau 10 ngày vẫn còn cái tình trạng ban đỏ này thì bạn cần cho em bé đi gặp bác sĩ. Tiếp theo đó là cái tình trạng vàng da sinh lý của em bé sẽ xuất hiện vào khoảng ngày thứ 3. Sau sinh 1 đến 2 ngày này các bạn đã cho em bé ra viện, đã được ra viện rồi. Nên thường là vàng da sinh lý sẽ không phát hiện được ở bệnh viện. Khi về nhà đến ngày thứ 3 là em bé xuất hiện tình trạng vàng da này. Ở cuối ngày thứ 3 đến ngày thứ 4 là cái vàng da đạt điểm, nó đến mức độ cao nhất. Nếu các bạn thấy mức độ vàng da của em bé của bạn nhiều và đậm và cái tốc độ nó lan nhanh, ví dụ là nó vàng xuống đến vùng bụng, thì bạn cần cho em bé đi thăm khám bác sĩ. Với vàng da ở trẻ sơ sinh, trong 7 ngày đầu thì cái liệu pháp chiếu đèn đó là an toàn và hiệu quả nhất. Sau 7 ngày thì chúng ta không sử dụng cái phương pháp chiếu đèn cho con được nữa rồi, tức là nó không còn nhiều hiệu quả nữa. Cơ thể em bé sẽ được bao phủ bởi một cái lớp lông, nhiều phụ huynh chúng ta gọi là lông đệm đấy, có em bé nhiều có em bé ít khác nhau. Cái lông này nó sẽ tự rụng giảm đi trong khoảng 2 tuần. Nó cũng không phải là nguyên nhân gây ra cái tình trạng như các bạn cho rằng khó ngủ hay là vặn vẹo người hay là rướn người của con, nó không liên quan đến cái lông này. Và các bạn không cần phải làm gì hết, không cần dùng biện pháp gì, như dân gian truyền lại đó là nhổ những cái lông của em bé ra, thì nó sẽ gây đau, gây khó chịu với kích ứng da của con và không có lợi gì cho em bé cả. Tóc của em bé thì nó sẽ không thay đổi gì trong tuần đầu tiên này, và phải đến cái tháng thứ 3 thì nó mới bắt đầu có cái tình trạng rụng và thay tóc. Tuyến mồ hôi của em bé thì cũng chưa phát triển đầy đủ, phải đến cuối cái tuần đầu tiên này nó mới bắt đầu hoạt động và nó bắt đầu có sự tiết mồ hôi ở vùng đầu và vùng cổ. Vì lý do này cộng với cái lý do dây rốn của em bé chưa khô nên trong tuần đầu tiên chúng ta không cần tắm nhiều cho con. Em bé được tắm và làm vệ sinh sạch một lần ở viện rồi thì về nhà thời tiết tốt là các bạn không cần tắm thêm lần nào nữa cho đến cái ngày thứ 6, thứ 7 cuối tuần thì các bạn mới cần tắm cho con. Trừ khi mà nhiệt độ quá nóng bức trong nhà làm em bé có thể đổ mồ hôi sớm hơn chẳng hạn, thì cái ngày thứ 3, thứ 4 bạn mới cần tắm cho con, chứ không cần thiết là ngày nào cũng tắm, bởi vì thông thường là chúng ta làm vệ sinh sạch cho em bé trong cái lúc em bé đi tiêu rồi. Cuối cùng cái đặc điểm này ở da của em bé, nếu bạn quan sát da của con mà thấy cái tình trạng da trắng nhợt nhạt màu ấy, thì chúng ta cần để ý theo dõi kỹ thêm các cái biểu hiện khác của con nữa. Da nhợt nhạt màu có thể gặp trong các cái trường hợp như là thiếu oxy, các cái bệnh lý bẩm sinh như tim bẩm sinh, bệnh lý tuyến giáp hay là bị thiếu máu. Đấy, các bạn cần chú ý với cái điểm da của con. Da của em bé khi sinh bình thường là nó phải có cái sắc đỏ. Còn nếu mà trắng nhợt nhạt là chúng ta phải để ý để đưa em bé đi khám bác sĩ. Vấn đề tiếp theo chúng ta quan tâm đến đó là cái tình trạng đi phân và nước tiểu của con. Trong khoảng 3 ngày đầu tiên thì em bé sẽ đi phân xu và thải những cái như là tế bào này hay là nước ối hay là tiết tiết từ gan tức là trong cái đường tiêu hóa của em bé ra ngoài. Phân xu có đặc điểm là màu xanh xám không mùi.
Tiếp theo ngày thứ hai, thứ ba thì phân em bé sau hết phân xui rồi thì phân nó sẽ có sự thay đổi, nó sẽ chuyển sang đi phân chua và có màu vàng với tần suất là khoảng 4 đến 5 lần trên một ngày. Với những em bé mà sử dụng sữa công thức thì số lần đi nó sẽ ít hơn, khoảng 1 đến 2 lần một ngày và cái phân nó nồng mùi hơn. Nếu mà các bạn trong những ngày đầu không thấy em bé đi phân xu thì các bạn phải báo với bác sĩ cái tình trạng này của con. Trong khoảng 3 đến 4 ngày tiếp theo, em bé có thể có thay đổi về cái tình trạng đi của phân, do lúc này là cái hệ vi khuẩn của đường ruột em bé bắt đầu hoạt động. Dễ nhận thấy ở cuối tuần đầu tiên, các bạn thấy phân của em bé có tình trạng là những cái đốm trắng, chúng ta gọi là hoa cà hoa cải. Phân có nhiều nước, em bé đi nhiều lần trong ngày và phân có mùi chua. Về đi tiểu thì trong khoảng 2 ngày đầu tiên em bé sẽ đi tiểu khoảng 4 đến 6 lần một ngày. Với những em bé sinh non thì đi nhiều hơn là từ 8 đến 13 lần. Cuối tuần thứ nhất, đầu tuần thứ hai thì em bé đi tiểu một ngày là từ 15 đến 20 lần. Phần tiếp theo mình nói đến cái vấn đề dinh dưỡng của em bé trong tuần đầu tiên. Đây là vấn đề quan trọng bố mẹ cần chú ý. Vì dạ dày của em bé nó sẽ thay đổi kích thước theo từng ngày. Nên chúng ta phải chú ý để có cái lượng sữa phù hợp cho con. Với các em bé được bú mẹ trực tiếp thì không có quá nhiều vấn đề, vì chúng ta cho em bé bú theo nhu cầu của em bé được rồi. Nhưng những em bé mà nuôi bằng sữa công thức thì chúng ta cần chú ý cái đặc điểm này. Dạ dày của em bé trong 1-2 ngày đầu rất nhỏ, và cái lượng sữa mỗi lần em bé cần ăn chỉ khoảng là 10 ml. Cho 2 ngày đầu em bé chỉ cần sử dụng cái lượng sữa non rất ít này là đủ rồi. Các bạn không cần sợ em bé đói, không cần phải cho ăn thêm. Nếu sử dụng sữa công thức thì chúng ta dùng đó là 10 ml một lần. Đến ngày thứ 3, lượng sữa của em bé có thể tăng lên khoảng 20 đến 30 ml cho một lần ăn. Từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 trong tuần thì các bạn tăng dần lượng sữa lên 40, 50 ml, và đến cuối tuần đó là không quá 60 ml cho một lần ăn của em bé. Về cái dinh dưỡng cho con thì sữa mẹ là tốt nhất cho em bé. Sữa của mỗi mẹ tiết ra nó sẽ mang những cái đặc điểm phù hợp với nhu cầu riêng của từng em bé. Đấy là cái đặc điểm tuyệt vời nhất của sữa mẹ. Cái sữa nó sẽ thay đổi theo nhu cầu và theo tình trạng sức khỏe của từng em bé. Nên sữa của mẹ nào thì phù hợp nhất với con của mẹ đó. Khi mà cho em bé bú mẹ thì các bạn nên cho em bé bú theo nhu cầu, tức là bất cứ lúc nào mà em bé đói. Chỉ cần chú ý đó là không cho bú theo cái kiểu quá thường xuyên, 30 phút một lần là không nên. Dù là cho bú theo cái nhu cầu, nhưng ít nhất là các bạn duy trì 1 tiếng, trên 1 tiếng đến một lần bú cho em bé. Với những em bé mà bú sữa công thức thì các bạn duy trì cái cữ sữa khoảng 2 giờ một lần cho con là phù hợp nhất. Giấc ngủ của em bé trong tuần đầu tiên, em bé ngủ rất nhiều, khoảng 19-20 giờ một ngày. Thức dậy mỗi 2 đến 3 giờ một lần để ăn. Có sự khác biệt rất lớn giữa giấc ngủ của người lớn và trẻ em, đó là ở cái pha ngủ động. Tức là em bé sẽ không ngủ sâu được như người lớn. Vào cái thời điểm của pha ngủ động này, nếu mà chúng ta làm phiền em bé thì em bé dễ dàng tỉnh dậy hơn. Nên các bạn cần chú ý điều chỉnh cái môi trường là âm thanh, ánh sáng ở những cái tác động ở mức độ vừa phải để không làm em bé giật mình, nên em bé dễ dàng ngủ hơn. Trên đây là những cái đặc điểm cơ bản nhất của em bé trong giai đoạn 1 tuần tuổi. Nắm được những cái đặc điểm cơ bản này thì chúng ta mới có cái cách để chăm sóc em bé tốt hơn. Trong video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách chăm sóc em bé sơ sinh 1 tuần tuổi. Các bạn đón xem nhé. Cảm ơn các bạn ạ.